Hi, xin chào tất cả các bạn các anh chị, mình là Nghĩa, Nguyễn Trần Nghĩa ở tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên là chúc tất cả các bạn các anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và hôm nay em xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị một vài cái xe Honda SH ngon, bổ rẻ, bền đẹp. Thật ra con bổ rẻ bền đẹp là sao các bạn? Thật ra nó chỉ là một cái xe đi, nhưng mà tại vì mình đã phân tích cái xe nó hư quá rồi, mới biết là đi qua những cái dòng xe này á là nó rất là ngon và nó rất màu xanh rêu rất là đẹp, rất là mới. Hệ thống đèn pha cũng như là cụm đèn xi nhan mâm phụt rất là mới. Xe này là mua Tết đi là giá là hợp lý lắm các bạn. Vỏ thì cũng còn rất là mới, dày, sạch sẽ, nói chung là mua về đi liền, đi Tết là đi luôn, phù hợp rất là nhiều các bạn, các cô chú, các anh chị chỉ cần ghép xe tương đối đẹp, giá mềm, hợp tình, hợp lý, giấy tờ đầy đủ. Và mình xin thưa với các anh chị, đây là một chiếc xe Honda SH Việt Nam nha các bạn. Em này nó mang biển số 59K154984. Và với chiếc xe Honda SH Việt Nam lên toàn bộ Honda SH Ý đẹp như vậy thì mình mong muốn bán với giá tiền là 59.500.000, 59.500.000 cho xe Honda SH Việt Nam lên Honda SH Ý nha các bạn. Giấy tờ chính chủ, máy móc cực êm. Đây sẵn mình lên máy cho các bạn nghe này. Mấy chiếc này chú anh chị có tiền thì đi đặt ý thì chúng ta cảm thấy chúng ta rất là tự tin, nhưng mà đi chiếc xe Honda Việt Nam lên Honda SH Ý nhìn cái mẫu mã nó cũng rất là đẹp, nhưng mà giá tiền thì nó rất là hợp tình hợp lý, đúng không các bạn? 59.500. Còn nếu mà các bạn, các cô chú anh chị nào có điều kiện chúng ta mua SH Ý thì tôi nghe em không có ý kiến rồi, bởi vì cái đó là quá đỉnh. Nhưng mà nếu mà đi một chiếc xe Honda SH Việt Nam với cái tầm tiền mấy chục triệu gì, em nghĩ nó thì rất là kinh tế nha các bạn. Đi thì cái mức độ trị giá của nó không cao đó, 59.500. Rồi em xin cảm ơn. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, chiếc xe Honda SH màu trắng đen Swan. Chiếc màu trắng đen Swan này các bạn ơi, màu trắng đen Swan là cái màu mắc nhất trong cái dòng xe Honda SH. Nhưng mà nó mắc là khi người ta thích đó các bạn. Chứ còn thật ra ví dụ các bạn các chị mua chiếc màu xanh này, em cũng có thể đổi dạng áo màu trắng này cho các bạn các chị thoải mái thôi, vô tư ha, không có một vấn đề gì đó. Và chiếc xe này là đời rất là cao, đây là chiếc xe Honda SH đời khá là cao, đời 15 dễ rồi. Và đặc biệt là cái xe này á là được rút hồ sơ sẵn rồi các bạn, được cái rất là hay. Và trong cái mùa gần Tết này á, mà hồ sơ rút sẵn rồi thì chúng ta chỉ việc về là quận nhà cũng như là ở quê nhà, nếu mà ở tỉnh thì chúng ta được bấm biển số liền, không phải đợi mất thời gian rút hồ sơ giống như thời gian bây giờ công an rất là lâu mới có hồ sơ. Và với một chiếc xe Honda đó đời rất là cao, Honda SH chiếc này là đời 2015 lên Honda SH Ý luôn nha các bạn. Và với chiếc này đời 2015 này thì em mong muốn bán cái giá là 72 triệu.
nữa. Mình xin giới thiệu với các bạn các vị chiếc xe Honda SH, mẫu đèn LED 2 tầng, dàn áo này là 2019 luôn nha các bạn. Xin thưa với các bạn các vị, đây là cái mẫu đèn LED 2 tầng, dàn áo 2019. Và em nó rất là đẹp, rất là mới, màu trắng thì các bạn thấy nhìn nó rất là đẹp, có chìa khóa thông minh, hai chìa khóa. Và với một chiếc xe Honda nó màu trắng này nè, các bạn có thấy không, nhìn nó đi nó kêu xa, nó đẹp. Em này mang biển số là 59B231753. Và với chiếc xe Honda SH dàn áo 2019 này thì mình mong muốn bán với giá là 73 triệu nha các bạn. 73 triệu. 73 triệu. Rồi, cảm ơn. Máy cực kỳ êm cái chiếc này. Và kế nữa cũng là một chiếc xe Honda SH. Xe này là chiếc xe Honda SH 2019. Chiếc này là đời 2019 màu đỏ đô. Đèn LED 2 tầng. Còn rất là mới luôn. Màu đỏ là cái màu mình thì rất là thích màu đỏ, bởi vì màu đỏ tạo cho mình cái cảm giác rất là hưng phấn và mình thích. Nói chung mình cũng không hiểu lý do tại sao, nhưng mà đơn giản là mình thích màu đỏ. Và với cái chiếc xe Honda SH màu đỏ đời 2019 này, em nó có biển số là 59X313686. Còn rất là đẹp, rất là mới luôn nha các bạn, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Và với chiếc xe Honda SH màu đỏ đời 2019 này thì mình mong muốn bán với giá là 77 triệu. 77 triệu nha các bạn. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là một cái chiếc xe Honda SH đèn LED 2 tầng màu đen mờ. Đó, cái mẫu này là cái mẫu dòng mắc nhất trong cái dòng mẫu đèn LED 2 tầng mà phiên bản đen mờ các bạn. Đó. Các bạn các anh chị thấy không? Thực ra nó rất là nhiều cái chọn lựa của khách hàng. Đó, nhà sản xuất Honda Việt Nam rất là hay khi đã đưa ra nhiều cái chọn lựa. Mình có thể mình thích màu trắng, mình có thể thích màu đỏ, mình thích màu xanh, mình cũng thích màu bạc thì đều có hết. Thì lại đưa ra cái màu mà đen mờ là lại là nói là đẹp, là làm cho khách hàng chúng ta kích thích. Cuối cùng thì chúng ta cứ đổ đi mua cái màu đen mờ thì gọi là đúng. Em này mang biển số 59V303990. Và với cái chiếc xe còn khá là đẹp và mới như thế này thì em mong muốn bán chiếc xe Honda SH 2019 này màu đen mờ này với giá là 82 triệu. Thì chúng ta có thể đa dạng quá cái lựa chọn. Và kế nữa là một cái chiếc xe Honda đó mẫu 2021. Đó, mẫu 2021-22 là đã mẫu mới nè. Đèn LED mắt khít. Đèn LED mắt khít mới tinh. Xe này thì người ta đi lướt, người ta chỉ mới đi chắc là không có nhiều luôn các bạn. Ta đi mới có 3.000 mấy các bạn thấy không? 3.445. Có nghĩa là 3.445. Là một cái xe người ta chạy rất là mới, chạy gần như là còn mới nguyên luôn. Và với một cái chiếc xe Honda SH mẫu mới 2021 này khá là đẹp, khá là mới. Em nó mang biển số là 59L312488, số tiến lên. Và mang ra áo phát lại luôn, màu đỏ may mắn luôn. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 82 triệu. 82 triệu nha các bạn. Và cái xe cũng quá ngon rồi.